Vâng, xin chào. Nay tôi quay giới thiệu các bác Economy của Yamaha, có mã là CA-X1. Bây giờ tôi bán giá cực kỳ mềm cho các bác đây, giá 4 triệu bảng đó. Tôi định để giá 4,5 triệu cho nó lãi thêm một tí nữa thôi. Nó luôn là để giá chỉ lãi vài trăm bảng thôi cho các bác mua. Còn bên cạnh nó là một con Omni CA-X11. Con này là X1 nhá. Con này công suất lớn hơn, này 135W. Tôi bán giá mềm 4 triệu rưỡi. Còn con này bán giá 4 triệu thôi. Hai con giống nhau gần như 99% luôn. Con này thì nắp là màu bạc rồi. Con này nắp màu đen. Đây là bẩn chưa lau hết các bác nha. Nắp nó màu bạc rồi. Màu bạc màu trắng ấy. Còn đây là con này bán 4 triệu bảo luôn. Hàng bao di luôn. Như cả đống điều hôm qua tôi quay, hôm nay tôi quay chi tiết con này. Hợp lý này thì đánh hai đôi loa A và A cộng B, chỉnh quát tép. Đây nó có nút đi fit cho từng bát và tép riêng. Trên hợp lý có đèn full. Đèn này thì nó hơi sáng, ánh sáng để muốn tắt đèn tối thì nó mới nhìn thấy ánh sáng nhá. Vì nó không làm kiểu ánh sáng giống Pioneer nên khó nhận biết. Nói luôn để các bác giá 4 triệu cực kỳ mềm luôn. Hợp lý rất to và dày. Bề ngang nó tầm vẫn là 42 hoặc 44 cm, nhưng bề cao nó khá cao, bề sâu nữa. 105W nói các bác là âm đấy là công suất tiêu thụ điện, không phải công suất ra loa đâu. Còn âm đi này nó đánh loa mát 25-30V nhé. Mát 25-30V. Đây là chỉnh loa trái loa phải ba lăng. Đây là lao lớt. Đây là các đường vào âm thanh. Đây là nút vặn loa AB. Để tôi mở to nhà các bác nghe. Con này đánh bass rất lực luôn. Bass hay thật đấy. Hãng Yamaha thì nó có một cái khẩu hiệu là Natural Sound, nghĩa là âm thanh trung thực, âm thanh thật. Bass đánh cực căng luôn. Hôm ấy anh đi mình với mình vừa quen, tình nhưng chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng. Nói luôn tôi để giá 4 triệu chắc các bác tranh nhau thôi. Để giá cực kỳ mềm luôn. Thì hàng thật ra nó có số lượng, nó không có số lượng nhiều, chỉ có 1-2 con thôi. Nên thật ra đăng lên băng nào mua trước thì được rồi. Cũng xin lỗi những người là không mua được, bởi vì hàng nó không có nhiều. Đây thông số kỹ thuật đây, 105W. Nhưng các bác đừng có nghĩ đây là watt ra loa nhé. Đánh hai loa AB, hai cầu AB 4-16 ohm. Đây là các đường vào âm thanh. Hàng còn nguyên zin luôn đấy. Ngày mai đến bâng khuâng giờ vui nếp kinh nhân. Rất to và dài. Nhưng mà to nhà các bác nghe. 4 triệu đồng. Anh từ lúc chia ly bè bạn vẫn tin về. Hôm nay mùa đông, mai kia là xuân đến. Dù ngày khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng, nhịp cánh thay bằng tiếng sông. 4 triệu thì lãi vài trăm nghìn các bác nhé. Các bác nào mua xác định nhỉ, không mặc cả được. Bởi vì tôi để giá cực kỳ mềm. Tôi định để giá 4,5 triệu. Còn kia định để giá 5 triệu. Nhưng tôi nghĩ lại tôi để giá cực kỳ mềm. Các bác nào mua được mà dùng. Đơn vị này nó so với trên thị trường thì giá này quá rẻ. Còn rất đẹp nha các bác nha. Đơn vị không bị sứt mẻ chỗ nào đâu. Hàng bao zin đấy. Đánh hai kênh AB, A cộng B. Đấy nói luôn các bác là âm ly nó phải có A cộng B ấy. Nếu âm ly nào chỉ AB thì nó sẽ công suất ra loa nhỏ. Nhưng mà các bác nhìn thấy âm ly nào có A cộng B thì đương nhiên là công suất nó phải lớn thì nó mới có A cộng B. Còn cái công suất 105W kia đó là công suất tiêu thụ điện.
anh Quốc của Quá Khứ Đêm. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác mua hàng thì có thể đến tận nơi mua hoặc là chuyển tiền đặt cọc tôi khoảng 2 triệu thôi, gửi dịch vụ Viettel mang đến. Phí vận chuyển là khách mua phải chịu vì mình không đến được tận nơi. Cảm ơn, hẹn gặp lại.